Đây nhiều bạn ấy hỏi mình là tuổi này tuổi kia lấy nhau có hợp không ấy, thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn là những cái tuổi nào mà lấy nhau là hợp hoặc những cái tuổi nào lấy nhau là khác. Nhưng mà tính theo tuổi thì nó cũng sai số nhiều. Nói chung mình nghe thì mình tham khảo thôi. Thì đây thứ nhất tuổi Dần với cả tuổi Thân, hai tuổi này cũng tương đối xung nhau. Đấy cái này Dần Thân Tỵ Hợi thì không phải là bốn con đấy mà xung nhau đâu mà xung nhau theo bộ nhé. Dần xung với Thân bởi vì Dần nó thuộc hành hành mộc, nó dương mộc, Thân thì nó là dương kim nên hai này nó cũng khác nhau. Tỵ Hợi, Mão Dậu, Tý Ngọ, Thìn Tuất, Sửu Mùi. Đấy nó cứ cách nhau, ví dụ Dần nó đứng số 1 dạng đây thì Thân nó đứng số 7 dạng đây, nó cứ cách nhau 6 tuổi ấy. Đấy thì nó sẽ xung nhau. Thì những cái tuổi này gọi là tuổi nhục xung, nếu mà lấy nhau thì sẽ mắc khắc khẩu xung đột. Thứ hai là Dần Tỵ, Thìn Mão, Sửu Ngọ, Tý Mùi, Thân Hợi, Tuất Dậu. Đấy thì những cái tuổi này trong nhóm lục hại lấy nhau sẽ làm ăn kém, phá nhau. Thứ ba tuổi Thìn Thìn, Ngọ Ngọ, Dậu Dậu, Hợi Hợi. Đấy là bốn cái tuổi này là phạm tự hình. Đấy cho nên là lấy nhau là hay cầm tù với nhau không hạnh phúc. Đấy là những cái tuổi mà nó hầu như lấy nhau thì nó sẽ tạo ra cái năng lượng xấu, triệt tiêu lẫn nhau. Đấy thì có ba, thứ nhất lục xung lục hại này, với cả tự hình này. Đấy thì ba cái tuổi đấy, ba cái nhóm tuổi đấy thì cũng nên là, nếu mà lấy nhau thì cũng nên tránh tránh được tránh, mà không tránh được thì mình cũng thì mình có thể là cũng có một số phương pháp phong thủy để hóa giải, từ từ mình sẽ hướng dẫn sau. Đấy còn những cái tuổi nào mà lấy nhau mà nó thuận vợ thuận chồng ấy thì mọi người có thể tham khảo. Một, nếu mà tính theo thiên can thì tuổi Giáp hợp với Kỷ, Ất hợp với Canh, Bính hợp với Tân, Đinh hợp với Nhâm, Mậu hợp với Quý. Còn xét theo niên chi thì có thể tính theo tuổi lục hợp như Tý hợp Sửu, Dần hợp Hợi, Mão hợp Tuất, Thìn hợp Dậu, Tỵ hợp Thân, Ngọ hợp Mùi. Hoặc là mình có thể chọn theo tuổi Tam hợp Hợi Mão Mùi, Tỵ Dậu Sửu, Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất. Đấy, nhưng mà nhiều người đây cứ nghĩ cứ bảo cái tuổi chó với cả tuổi mèo là hay cãi nhau hay chọn nhau, nhưng mà thực ra hai hai tuổi này lấy nhau rất là hợp. Nhưng mà còn ví dụ như mình muốn tính xem đến năm nào mà mình có người yêu, mình đến bạn đến chồng ấy, thì các bạn thì cũng thể là đến những cái năm mà nó hợp với mình ấy thì nó cũng sẽ sinh ra tình cảm. Nhưng mình tuổi Dần dạ đấy thì gặp năm Hợi dạ đấy thì Dần với Hợi hợp nhau mà trong một hợp đấy thì cũng dễ nảy sinh tình cảm, hoặc là năm Ngọ năm Tuất đấy thì cũng là dễ kết hôn. Đấy các bạn có thể chọn những tiêu chí mà tham khảo.